hào hứng quay video đoàn đua thuyền, bà cô bỗng dưng có clip reaction để đời. Theo đó, trong một cuộc thi đua thuyền, một bà cô lớn tuổi cùng hội chị em bạn già của mình đã đứng ở trên bờ sông, quay lại đoạn clip các trai bơi để làm kỷ niệm. Hòa chung với những tiếng hò hét cực phiêu, bà cô nghĩ bụng mình đã có được đoạn video ghi lại khung cảnh chân thật ở bên bờ sông, dự đoán về nhà mở lên làm con cháu rất tự hào, chồng bà rất yêu. Thế nhưng khi đoàn đua thuyền về đích, bà cô bất giác nhìn lại chiếc smartphone trên tay thì sượng cả người khi có gì đó nó lạ lắm. Một nụ cười thân thiện cùng đôi mắt thất thần nhìn những người xung quanh, bà cô biết mình đã sai khi cũng là quay phim. Nhưng thay vì quay đoàn thuyền thì cô lại biến nó thành clip reaction. Nguyên do là camera đang chĩa ngược vào cận cảnh mặt cô chứ không phải quay sang hướng ngược lại. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà... Hình ảnh của bà cô sau khi đăng tải đã làm dân tình vừa thương vừa buồn cười. Trong khi người ta thấy khoảnh khắc đẹp muốn quay lại nhưng quên ấn nút quay, thì bà cô lại ấn nút quay rồi nhưng lại quên xoay ngược điện thoại. Vô tình thay, một clip reaction với biểu cảm chân thật đến từng cm đã được lưu truyền. Thôi thì lưu nốt video rồi nhờ hội bạn già bên cạnh gửi thước phim đoạn trai bơi sang Bluetooth cũng được cô ạ. Hiểu rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.